Soccer xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 12 tháng 8 năm 2024. Một ngày đầu tuần rất là đẹp. Soccer muốn chia sẻ cho các bạn một trong những dòng lan cũng rất là đẹp. Em này nổi tiếng về độ hương thơm. Có thể nói dòng này là dòng thơm nhất trong dòng dáng hương. Đó chính là những cây hoàng nhạn. Hoàng nhạn thì chia ra làm 4 loại, bao gồm là nhạn là rừng tháng 4, nhạn rừng tháng 8, nhạn lá xếp và nhạn 4N. Trong 4 dòng nhạn đó thì là cây nhạn 4N có thể nói là cây có bộ lá đẹp nhất. Bộ lá đẹp nhất và bông to nhất các bạn nhé. Hương của em ấy cũng rất là thơm. Một năm thì các em sẽ nở bông một lần vào khoảng từ tháng 4, tháng 5, tháng 6 dương lịch hàng năm. Bông của em này thì chơi bông được khoảng 20 ngày đổ lại. Hương rất là thơm. Và ngoài ra thì em này chơi thân lá cũng rất là đẹp. Có thể nói là nhạn 4N là một dòng lan có bộ lá đẹp nhất. Lá mít xếp rất đẹp. Lá úp thìa, lá của em hay khụp lên trên này. Cây hoàng nhạn này là hoàng nhạn 4N. Sóc Cò muốn chia sẻ cho các bạn là cây ít nhất là cũng phải là được 6 cặp lá trở lên. Tất cả những cây này các bạn trồng thì sang năm, khoảng tháng 4, tháng 5, tháng 6, sang năm 2025 đó, thì em sẽ cho bông bói đầu tiên. Mặt bông rất là đẹp. Hiện tại là một chậu hoàng nhạn 6 cặp lá Sóc Cò đang chia sẻ với giá là 180.000 một chậu. Các bạn mà mua 3 cây là sẽ được miễn tiền ship. Còn các bạn mà mua 1 cây, 2 cây là Sóc Cò sẽ gửi phí ship nhanh toàn quốc là 35.000. Ngoài Bắc thì 3 ngày sẽ nhận được hàng. Còn trong Nam thì thường thường là 1 đến 2 ngày nhận được hàng mà thôi. Hoàng nhạn 4N rất là đẹp. Sóc Cò sẽ chia sẻ cho các bạn một cái ví dụ minh họa để có sự khác biệt. Bên tay phải, đây chính là cái cây hoàng nhạn này, hoàng nhạn lá xếp. Nó sẽ khác hoàn toàn, lá của em đấy sẽ không được đẹp giống như cây 4N mà mình chia sẻ cho các bạn đâu. Các bạn thấy lá bên 4N đẹp hẳn không? To hơn này, lá nó úp thìa nó dựng lên trên này. Bản lá to hơn và ngắn hơn. Còn nó về cách trồng thì rất là dễ, các bạn để nguyên chậu mổ, các bạn cho chậu đất lung, các bạn chèn thêm khoảng 6-7 miếng than gì đó, cho thật là cố định chắc chắn và bỏ thêm ít phân tan chậm thì các em ấy sẽ phát triển rất là mạnh. Dòng này chủ yếu là chơi gì? Chơi thân lá các bạn nhé. Dòng chủ yếu là chơi thân lá này. Bởi vì một năm thì ra bông có đúng một lần mà thôi. Các em mới chơi bông được khoảng 20 ngày đổ lại. Thì còn 11 tháng chúng ta chủ yếu là gì? Chơi lá và rễ. Cây hoàng nhạn thì Sóc Cò thấy là trồng rất là dễ dàng. Cây này khỏe mạnh lắm. Không có kén chọn như là Bắc Trung Nam thì cả. Các em mới trồng thì khu vực... các bạn cứ treo qua một lớp lưới đó thì cây sẽ rất là khỏe. Đặc biệt là dòng này rất là ưa ẩm nhá. Mọi người tưới nước thật là đấm. Mọi người thấy dễ đi này. Nhạn thì có nhiều loại nhạn lắm các bạn à. Ví dụ như là hoàng nhạn này, bạch nhạn này, hồng nhạn này. Nhưng mà cây hoàng nhạn là cây màu vàng. Lưỡi thì là màu tím đậm, có chút xíu ở giữa có màu trắng. Là các em ấy giá trị nhất và hương thơm nhất. Trong dòng hoàng nhạn thì cây nhạn tháng 8 là cây hương thơm nhất. Và các em ấy giá trị hơn rất là nhiều. Nhưng mà để so sánh về những cái bộ lá đẹp đó và bông to đó thì cây hoàng nhạn 4N đó là cây bông to nhất, lá đẹp nhất, hương thơm thì kém cạnh một chút xíu so với cây nhạn tháng 8 mà thôi. Cây rất là đẹp. Một cây hoàng nhạn 4N, cây 6 cặp lá, bản lá to, úp thìa là 180.000 một chậu. Và ngoài ra Sóc Cò có phun thêm một chút xíu, đó chính là Kinkinbun và Ridomingol để phòng ngừa cho cây lan các bạn không có bị thối nhún và bị lấm, nên về các bạn trồng sẽ dễ dàng hơn. Cây thì đã được Sóc Cò cắt tỉa rễ trụi lủi hết rồi, chứ bình thường đi là rễ của em rất là dài. Hoàng nhạn là em này thuộc dòng đơn thân dễ dõi. Các em ấy thường thường cái cây phải trưởng thành rất là cao thì mới đẻ, chứ bình thường chỉ có một cây và một chậu mà thôi. Có thể nói là cây hoàng nhạn và cây đai châu là hai cây mà được rất là nhiều người trồng. Hai em ấy là tiêu biểu cho những dòng gọi là đơn thân dễ dõi. Còn đối về nói về cùng dòng thì không phải. Hoàng nhạn thì là dòng này dòng dáng hương. Hoàng nhạn này dòng dáng hương thì bao gồm như là bạch nhạn này, hồng nhạn này, hoàng nhạn này, sóc
cáo, trồn, tam bảo sắc, quế, coracoki rất là nhiều. Nhưng mà đai châu thì không phải là thuộc dòng giáng hương mọi người nhé. Đai châu thì là thuộc dòng khác. Nhưng mà nói về cái dòng giáng hương thì có rất là nhiều lan, nhưng mà cái cây hoàng nhạn là cây thơm nhất và giá trị nhất. Rất là đẹp. Vừa nói các bạn mà chưa có một trong những dòng lan rất là cao cấp, đó chính là cây hoàng nhạn, thì chúng ta có thể sưu tầm một vài chậu và chúng ta về trồng. Dòng nhạn thì các em ấy khỏe mạnh này, sau có thấy ưu điểm là gì, khỏe mạnh, dễ trồng này, hương thơm này, chơi thân lá cũng rất là đẹp này. Đó. Chỉ có mỗi một điều đó chính là các em ấy một năm chỉ có ra bông đúng một lần thôi, nên vì vậy mà mấy một tháng trong năm là chúng ta chủ yếu là ngắm lá. Nên vì vậy mà có câu là như hoa phong lan đợi chờ, chúng ta phải đợi chờ phải một năm sau các em mới ra bông được. Còn nếu các bạn mà muốn ra bông quanh năm suốt tháng thì có thể chọn những dòng như là Dendro chẳng hạn, hoặc là Vanda, hoặc là Hồ Điệp, là những dòng mà nó ra bông quanh năm suốt tháng. Rất là đẹp. Bông to, lá đẹp, hương thơm, dễ trồng. 180.000 một chậu. Một dòng trong những dòng lan là cao cấp, đẹp, dễ trồng. Hoàng nhạn thì các bạn có thể là trồng lên trụ cũng rất là đẹp. Hoặc là ghép lên những khúc gỗ lũa đấy, cũng rất là đẹp. Cực kỳ là đẹp. Còn nó sóc còi lúc nào thích nguyên bản nhất, đó chính là truyền thống, là trồng chậu đất lung là đẹp nhất. Sang năm thì chúng ta sẽ được ngắm những mặt bông rất là đẹp. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt.